Xin chào các bạn. Hôm nay ngày thứ hai 17 tháng 8, và mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số các cái sai lầm mà nhà đầu tư hay mắc phải khi mà chúng ta tham gia đầu tư chứng khoán. Thì thực ra trên thị trường hay trên báo chí rồi trên các cái video clip trên thị trường thì cũng có rất nhiều các anh chị cũng đã chia sẻ về những cái sai lầm hoặc là những cái vướng mắc mà chúng ta hay gặp, những cái mà chúng ta thường bị sai trong quá trình mà chúng ta đầu tư chứng khoán, hoặc chúng ta nhận nhận định nhận thức nó chưa đúng về cái quá trình chúng ta đầu tư, hoặc là chúng ta đang hay mắc phải những cái sai lầm. Thì nó cũng cũng có đang có rất nhiều trên thị trường rồi, đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể xem được rồi, đọc được rồi, nghe được rồi đó. Hay là trong cái cuốn của William O'Neill thì ông cũng chia sẻ là 23 cái sai lầm của nhà đầu tư chứng khoán thường mắc phải đó. Thì có lẽ nếu bạn nào đọc sách đó rồi thì chúng ta cũng có thể là mường tượng, cũng có thể hình dung ra những cái sai lầm đó. Hôm nay thì mình cũng cũng dựa trên những điều đó thôi, và trong cái quá trình thực tế mà hướng dẫn cũng như là hỗ trợ và chia sẻ với mọi người trong quá trình đầu tư thì mình đúc rút ra, và mình có thể là giải thích và nói rõ hơn một số cái ý chính trong đó để mà chúng ta tránh. Tại vì trong quá trình thật ra trước đây thì khi mình cũng chỉ làm video clip mình chia sẻ thôi, còn cái trọng tâm chính của mình vẫn là tự đầu tư là chính, cũng không có hỗ trợ gì nhiều, hỗ trợ gì sâu sát, kể cả một số cái bình luận ở phía dưới phần mô tả của video thì mình cũng nhiều khi cũng không có thời gian mà trả lời cho mọi người nữa kìa. Mình có công việc của mình rồi, mình cũng phải đầu tư nữa, cho nên là cũng không có sâu sát. Dạo gần đây thì bắt đầu có lập nhóm rồi tạo cái ID để mà hỗ trợ cho mọi người đầu tư, thì đặt nhận được nhiều câu hỏi hơn, và mức độ quan tâm và mức độ chia sẻ của mình nó phải nhiều hơn, phải sâu sát hơn, cho nên là mình chia sẻ thêm cái ý này trong cái video hôm nay, kết hợp với cái chia sẻ một số điều về cái thị trường để mà chúng ta có thêm cái chất liệu chúng ta đầu tư cho nó hiệu quả thôi. Thật ra cái mong muốn và cái mục đích chính của mình là làm sao là trau dồi thêm các cái kiến thức, các cái kinh nghiệm để cho thị trường, để cho nhà đầu tư trên thị trường chúng ta thấy là nó tham gia một cách hiệu quả hơn. Thị trường chứng khoán nó cần phải minh bạch hơn, cũng như là nó phải là một cái kênh đầu tư chính thống và hiệu quả trên thị trường, chứ chúng ta không nên coi nó như thế này thế kia. Và chúng ta đôi khi là chính những cái sai lầm đó có thể là các bạn đọc được ở đâu đó, trong sách cũng có, đọc nghe video clip, thậm chí nghe tôi nói đây các bạn cũng biết, nhưng mà rồi chính chúng ta cũng vẫn phải mắc phải, đúng không ạ? Và khi mắc phải những sai lầm thì đôi khi là chúng ta bị sai và chúng lại không thừa nhận cái sai, dẫn đến là gì, là chúng ta cố chấp và chúng ta thua thua rồi quay ra chúng ta từ bỏ thị trường, chúng ta chửi thị trường, vân vân, có rất nhiều các cái lý do như vậy đó. Thì đôi khi là chúng ta cảm nhận được rồi thì chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta phải tuân thủ và chúng ta thực hiện theo để chúng ta đầu tư cho nó hiệu quả trong cái thị trường này. Tất cả là những cái thông tin mình tổng hợp nhận định chia sẻ, nó dựa trên quan điểm cá nhân để mọi người tham khảo thôi, nó cũng không phải là lời khuyên hay là khuyến nghị đầu tư, cho nên mọi người cũng hết sức lưu ý vấn đề này. Rồi, vậy trên thị trường chứng khoán thì chúng ta thấy hiện tại thì video clip nhận định thị trường theo tuần thì hôm qua mình có làm rồi, mình cũng có nói một cái ý là gì, ở thị trường cố gắng là đừng để gãy cái mốc 840 này. Mốc 840 này thì nó sẽ khá xấu, và hôm nay là một phiên có thể coi là một phiên test cung. Nếu chúng ta nhận định phiên thứ sáu tuần trước là phiên phân phối, bởi vì rút chân có cái râu nến ở phía trên rất dài cộng với thanh khoản lớn, và nếu mà như hôm nay có một cái tình trạng y như vậy, hoặc là một phiên hôm nay bán mạnh xuống, tức là giả sử như hôm nay mà đóng cửa ở vùng 840, 841 đi, mà thanh khoản lớn như thế này thì có thể đúng là phân phối và là thị trường nó sẽ giảm sâu trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên phiên hôm nay thì thực ra đánh như thế này mà chúng ta nói thị trường tăng lại thì cũng chưa đúng, nhưng mà nói giảm tiếp thì cũng rất là khó trong cái xu thế như thế này. Nhưng mà rõ ràng với mình nhận định thì hôm nay là một phiên test cung, mặc dù thanh khoản không lớn, đúng không ạ? Và cái gì trong trong cái bài mà mình chia sẻ trong nhóm Telegram này, cũng như mình nhận định là mình có nói là gì, chỉ cần hôm nay mà cái bán ra cũng được, giảm cũng được, nhưng mà thanh khoản đừng có lớn là được, đúng không ạ? Tức là sao, chúng ta không có ồ ạt, không có bán tháo là không có sợ gì cả. Đó là chúng ta thấy mình cũng có chia sẻ trong này, thì hôm nay là cái thị trường nó cũng diễn biến cũng khá là tích cực, đúng không ạ? Cả buổi sáng thì mở cửa thì cũng lưng khựng, sau đó bắt đầu lực bán nó tăng dần dần lên, tức là gì, giống như một phiên rũ hàng, hay là đúng là một phiên test cung. Và gần như là buổi chiều là cái hấp thụ hết, mặc dù là chúng ta thấy là với thị trường hôm nay thì cái mã giảm nó vẫn nhiều hơn mã xanh, và thị trường chung vẫn là giảm điểm, đúng không ạ? Giảm 0.59 thôi, 0.07%, thì coi như là không giảm đi, chúng ta có thể tính là như vậy. Nhưng mà số mã giảm nó cũng gần gấp đôi cái số mã tăng, gấp 1,5 lần. Thì như vậy là chúng ta thấy là thị trường về cái mức độ mà bán ra vẫn có, nhưng mà cái lực hấp thụ cũng cũng ổn luôn đó. Và thì bản thân là chỉ số vẫn đang neo ở trên cái vùng vùng MA 50 ngày ở đây. Như vậy là cũng đang khá ổn ha, cái nến rút chân như thế này. Nếu mà xét góc độ tích cực và cái góc độ bán không nhiều nữa thì khả năng là trong một vài phiên sắp tới là thị trường nó sẽ quay lại test cái vùng đỉnh 860 này, có thể phiên ngày mai, phiên ngày mốt. Còn những cái thông tin liên quan đến đáo hạn phái sinh thì chúng ta phải chờ những phiên như thế nào.
nhưng mà nó như thế này là tích cực và nó có cái hướng của MA20 nó có xu hướng ngóc lên này. Đó, nếu mà ngày mai mà tăng, ngày mai phiên tăng thì cố gắng là thanh khoản nó phải lớn hơn một chút xíu nữa. Ít nhất là bằng trung bình 20 phiên thì nó sẽ ổn hơn. Nhưng mình nói rồi, cái nhịp này dòng tiền nó hơi đuối, có thể là gần tháng 7 âm lịch thì người ta không đầu tư nhiều, cũng có thể là như vậy, hoặc là có nhiều người không muốn bán nữa, mua được ở dưới này rồi nhưng mà cũng chẳng thèm bán ra. Đúng không? Không có nhu cầu chốt lời, ví dụ vậy. Thì chúng ta cũng có thể là xem xét. À, thì đó là một số chia sẻ thêm về thị trường. Rồi có các cái diễn biến như thế nào thì mình sẽ tiếp tục mình cập nhật trong Telegram cũng như là trong cái Zalo của nhóm mình ha, để mọi người có thể là theo dõi cũng có thể là tương tác trong này. Rồi thì quay quay lại cái chủ đề ngày hôm nay và mình chia sẻ với mọi người, đó là một số các cái sai lầm mà chúng ta hay mắc phải. À, chúng ta cố gắng là có thể các bạn nghe rồi, các bạn đọc rồi, nhưng mà mình nói lại một lần nữa để chăng là chúng ta có thể hiểu, hoặc là chúng ta có thể là chính các bạn cũng đang mắc phải cái trường hợp này. Có thể các bạn chưa được đọc, chưa được nghe, hoặc nghe rồi nhưng mà rồi quên, đúng không ạ? Rồi chính bây giờ chúng ta đang đang đụng phải những cái sai lầm này, thì chúng ta cố gắng chúng ta tránh, chúng ta cố gắng chúng ta sửa, chúng ta khắc phục liền để mà chúng ta có thể là ít nhất tôi nói rồi, có thể là tồn tại được trên thị trường. Tôi vẫn hay chia sẻ mọi người là tồn tại trên thị trường trước, hãy nghĩ đến cách kiếm tiền từ thị trường, đúng không ạ? Đó, còn ai vô mà may mắn ăn được một vài cây, một vài tháng, một vài tuần thì đấy là bình thường. À, thì chúng ta cũng chưa phải là gọi là tồn tại được trên thị trường này đâu. Thời gian nếu mà tính nó phải tính bằng 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 vài năm thì nó mới ổn, chứ còn nhảy vô 1-2 tháng ăn 1-2 sóng rồi nhảy ra đấy là bình thường. Đó là những cái người lâu lâu mới nhảy vào thị trường một lần, như vậy thì chúng ta không 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 bàn và không xem, đúng không? Lâu lâu lướt tí để nhảy ra thì thôi, coi như đấy gọi không phải gọi là đầu tư nữa rồi. Đó, thì chúng ta chia sẻ thêm để chúng ta có những cái đánh giá, có những cái nhìn nhận để chúng ta có quá trình đầu tư nó hiệu quả hơn trong cái tương lai này. Rồi trong những cái sai lầm thì chúng ta có thể đọc được rất nhiều, đúng không? Đôi khi những cái thứ nhỏ nhất nó cũng là những cái sai lầm. À, có thể là không phải 23 sai lầm, cũng không phải là 5-6 sai lầm, không phải là 100 sai lầm. Nhưng mà tôi nói rồi, sai lầm thì rất nhiều, đúng không ạ? À, nhưng mà rồi đôi khi chỉ cần gặp một trong những cái sai lầm đó thôi là chúng ta đã muốn toang rồi, đã muốn thua rồi. Chứ không cần không nghĩ là chúng ta gặp tất cả mọi cái sai lầm này, đúng không ạ? Cho nên chúng ta không cần phải nắm hết, mà nắm những cái ý chính, nắm những cái gọi là vướng mắc mà nó hay thường thường nó xảy ra nhất mà chúng ta hay gặp. À, thì mình chia sẻ thêm để mọi người gặp, à, mọi người tương tác cho nó hiệu quả. Cái sai lầm đầu tiên đó là chúng ta luôn luôn chặn lãi lại và chúng ta gồng lỗ. Hay nói đúng hơn là gì? Các bạn lúc các bạn mở mua, tiền ít hay tiền nhiều không biết, đa phần nhà đầu tư mới là chúng ta sẽ có một cái sai lầm là gì? Giống như có một nhiều số bạn là cũng vẫn nhắn tin hỏi mình cơ cấu lại giúp cái danh mục. Tôi nói nhìn danh mục tài sản có tầm khoảng 100 triệu thôi mà mua gần 20 mã. Đó thì các bạn thấy là như thế nào? Đó thì nhiều bạn bảo em mua rồi em lọc dần dần đấy. Nhưng mà cái cách lọc của mọi người là đang sai, sai cái câu mà mình nói chặn chặn lãi mà gồng lỗ là gì? Cứ cái mã nào lãi 5-3% gì đó là các bạn chốt lời, còn những ông nào lỗ cứ giữ gồng, giữ làm kỷ niệm luôn. À, đó là một cái sai lầm lớn nhất của chúng ta trên cái thị trường này. Ồ, hôm trước mình không nhớ mình đọc được một cái tài liệu ở đâu ha, mình có thấy là có những cái quỹ đầu tư rất lớn, họ cũng mua nhiều như vậy, nhưng mà gì, họ cứ có một cái target, ví dụ như họ mua 20 mã, sau 1 tháng hoặc sau 3 tháng họ mở ra. À, họ mở ra thì họ thấy 5 cái mã nào giảm nhiều nhất họ cắt lỗ đi, họ giữ lại những mã đang tăng. Đó, ví dụ 3 tháng sau họ mở ra tiếp, 5 mã nào giảm nhiều nhất bắt đầu họ lại cắt, tức là họ chốt 5 cái mã giảm nó đi, giữ lại 10 mã tăng đó, đúng không? Rồi sau 3 tháng sau tiếp họ lại mở ra tiếp, 5 mã nào giảm nhiều nhất họ lại cắt. Đó, họ giữ lại những cái mã đang tăng. Và cuối cùng họ còn 5 mã tăng và tăng rất mạnh và lời rất là nhiều. Đó, nó có thể bù lại cho những cái mã kia. Thì có thể đó là một cái phương pháp cũng khá là hay, tức là mình không khuyến nghị mọi người làm như vậy, không chia sẻ mọi người, nhưng mà đó mới là cái cách. Tức là gì, chúng ta phải bỏ đi những cái gọi là giống y như kiểu chúng ta bị ung thư thì chúng ta phải cắt những cái khối u của ung thư đi, đúng không? Thì trong cái danh mục của chúng ta vậy, những cái mã nào đang lỗ nó bào mòn tài khoản chúng ta là chúng ta phải cắt, còn những mã nào đang lãi, đang lên tốt, thị trường đang tăng tốt rồi mà mang đi chốt lời, còn những mã nào lỗ cứ gồng chờ nó hồi lại, thì cái đó là cái sai lầm đầu tiên mà chúng ta phải biết cách tránh những cái vấn đề này ra. Đôi khi là chúng ta không chấp nhận cái mức lỗ đó, đúng không ạ? Và chúng ta hy vọng là nó sẽ hồi, mà ở con này lời rồi thôi chốt lời đi, chốt lời không bao giờ sai. Mình vẫn hay nhắn mọi người là chốt lời không bao giờ sai, cái ý đó là đúng. Đúng là gì? Là khi cổ phiếu các bạn mua nó có lời rồi thì các bạn chốt là không sai. Nhưng mà trong một danh mục của các bạn, giữa những con lãi và con lỗ thì các bạn nên cắt những con lỗ đi để cho con lãi nó còn tăng. Đúng không ạ? Trong khi là ôi thôi, em mua một nùi luôn nhưng mà hai con này tăng được 7% rồi, đúng target rồi, chốt lời. Còn mấy con lỗ cứ để đấy gồng. Lỗ 20-30% kệ nó, thế nào 6 tháng sau nó trả lên. Ý là cái câu các bạn nói như vậy thì đó là một cái mà chúng ta gọi là sai lầm ha. Đấy là một trong những cái sai lầm mà chúng ta hay mắc phải nhất trong thị trường.
Đó thì mình chia sẻ để mọi người nắm cái mức này, cho nên là cố gắng là cắt những cái cổ phiếu lỗ đi, giữ những cổ phiếu lãi lại để cho nó chạy. Đó. Rồi thêm một cái sai lầm nữa là gì? Các bạn đặt hy vọng vào những cái mã cổ phiếu đã giảm sâu, hay là gì, hay là chúng ta hay có cái thuật ngữ gọi là bắt dao rơi. Thật ra thì đây là những nhà đầu tư mới là hay bị cái vấn đề này. Nhiều khi các bạn vào thị trường xong rồi các bạn đi dùng phân tích kỹ thuật, dùng lịch sử, dùng cái lịch sử giá của cổ phiếu, các bạn tìm ồ con này cách đây vài tháng, vài năm, hoặc là năm ngoái, hoặc là trước dịch nó đang ba chữ số, bây giờ nó chỉ còn một hai chữ số thôi, thì có thể là nó đang giảm sâu rồi, mình nhảy vô mình bắt, đó cũng là một cái sai lầm, đúng không ạ? Rồi ví dụ bảo như nhiều khi trước Tết thì mã này, hoặc là chưa chưa, chưa có dịch thì mã này 50.000, bây giờ nó còn có 10.000, thế là nhảy vô mua kỳ vọng nó lên ít nhất lên lại nửa thôi, lên lại 30.000 thôi là đã lời rồi, lời một ba rồi đó. Tức là cái kỳ vọng của các bạn, tức là các bạn đặt hy vọng vào các mã đã giảm sâu, các bạn cứ tìm cái mã nào nó giảm rất là sâu rồi, bảo đáy của các loại đáy rồi, nhưng mà nói thật là những cái mã nó đã giảm sâu như vậy thì chắc chắn phải có lý do, thị trường không bao giờ mà để cho cái giá của nó giảm như vậy nếu là cổ phiếu tốt. Bởi vì các bạn biết rằng nếu những cái người mà mua ở những vùng giá cao thì người ta đâu có mong muốn giá giảm sâu như vậy, đúng không ạ? Nếu nếu các bạn giữ ở vùng giá 50, có khi nào các bạn để cho cổ phiếu nó rơi về 50.000 không, hay là các bạn phải cắt từ trước đó rồi đó, thì không không có lý do gì, tôi nói là không có lý do gì để cổ phiếu tự nhiên nó rơi về, chắc chắn là nó có ý đồ, có lý do của nó. À, thị trường luôn luôn có lý do, và bản thân cổ phiếu cái giá nào, cái thị trường định giá những cái cổ phiếu đó thì nó rẻ, tức là hàng rẻ thì đôi khi chưa phải là hàng ngon, chắc chắn không phải là hàng ngon, đúng không ạ? Đó thì các bạn cũng chú ý, chứ không phải là cứ thấy con nào giảm sâu sâu rồi nhảy vô bắt để kỳ vọng nó quay lại. Cái đấy là một cái sai lầm những nhà đầu tư mới là hay vô, cứ thấy là hay vớ phải những con này nhất. Nói thật là khi thị trường đã định giá nó rẻ thì giá nó giảm, để giá nó giảm sâu là chắc chắn nó có vấn đề. À, nhưng là tránh những mã đó ra. Rồi một cái sai lầm nữa là gì? Chúng ta hay gặp, mà thậm chí chính chính các bạn nhà đầu tư lâu năm rồi chúng ta vẫn hay bị cái này, là gì? Chúng ta trung bình lỗ. Trung bình lỗ tức là gì? Ví dụ các bạn mua ở 20, thấy nó giảm về 18 mua tiếp, thấy nó giảm về 16 mua tiếp. Lúc này trung bình của các bạn là 18, đúng không? Đó thì cuối cùng là gì? Tự chung lại tổng của các bạn vẫn đang lỗ, đâu có lãi đâu. Cho nên trong thị trường ha, tôi nói rồi, tuyệt đối không được trung bình lỗ. Tôi nói nếu các bạn mua cho 5 3 năm thì nó khác, còn nếu câu chuyện mà các bạn nói là lướt lát ngắn hạn thì tuyệt đối là không được trung bình lỗ, chỉ trung bình lãi thôi. Trung bình lãi tức là gì? Các bạn có thể mua mua vào cổ phiếu, ví dụ với giá 20 chẳng hạn, các bạn mua 10.000 cổ phiếu với giá 20. Rồi sau khi cổ phiếu về mà giá xu hướng vẫn còn đang tăng thì các bạn có thể mua thêm, nếu còn tiền các bạn có thể trung bình thêm, thậm chí các bạn có thể vay hoặc zin. À, cái này thì tôi không khuyến khích, nhưng mà tôi nói nếu nếu mà có mua thêm khi nó lãi thì chúng ta mới vào thêm. Còn nó đã lỗ rồi lại còn đi vay hoặc zin mà mua lỗ thêm nữa thì càng chết nữa. Đúng không ạ? Là tuyệt đối không được trung bình lỗ, chỉ trung bình lãi. Giá đang lên, ồ có thể có tiền thì mua tiếp. À, mình đang giữ cổ phiếu rồi, mua tiếp cho nó lời thêm. Đúng không ạ? Chứ còn đừng có nghĩ là giá nó các bạn cứ nghĩ thử, giá cổ phiếu đang 20, các bạn mua 20, vài ngày sau nó lên 22. Các bạn mua thêm thì cái trung bình của các bạn là 21, nó vẫn đang lời mà. Đúng không ạ? Chứ đâu có lỗ. Còn cái kia các bạn có mua càng giảm, các bạn càng mua là các bạn càng lỗ. À, nó ác như vậy, cho nên tuyệt đối không bao giờ được trung bình lỗ. Cái này chúng ta hay gặp nhất, cứ nghĩ là nó cứ giảm là mua. Còn việc chúng ta mua lâu năm thì chúng ta không bàn cho cái việc giá mua rồi, đúng không ạ? Các bạn mua cho 3 năm sau thì đâu thể nào tính trung bình lỗ, cứ có tiền lúc nào mua lúc đấy, bởi vì đâu ai biết lúc nào chúng ta có tiền, cho nên chúng ta cứ mua. À, việc của chúng ta là chúng ta cứ mua. Rồi một cái sai lầm nữa mà chúng ta cũng hay mắc phải, đó là nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư mới, là nhảy vào thị trường là muốn sở hữu cái số lượng lớn các cái cổ phiếu. Tức là gì? Mua các cổ phiếu là thật rẻ thôi, chứ không thích mua mua cổ phiếu ít. Ví dụ nhiều nhiều bạn bảo mua cổ phiếu Sapeco chẳng hạn, hay Vinamilk chẳng hạn, nó ba chữ số, 100.000 200.000 một cổ phiếu, thì tiền của em ít, em mua được có hai ba cổ, mua được có 10 cổ, hai ba chục cổ thì không bỏ, đúng không? Thà với số tiền đó em mua những cổ phiếu 1 2.000 cho nó nhiều, thích nhiều. Tức là gì? Chúng ta muốn sở hữu một cái lượng lớn cổ phiếu, chứ chúng ta không muốn sở hữu những cái cổ phiếu chất lượng mà nó có giá cao. Giống giống như cái việc mà tôi nói trên này này, chúng ta thích những cái cổ phiếu nó giảm, thích những cổ phiếu mà cái thị giá nó thấp á, để chúng ta mua được nhiều. Chứ chúng ta không hình dung là câu chuyện là gì, cái câu chuyện lời lỗ ở trong cái thị trường á, là nó đến từ cái số tiền mà các bạn đầu tư. Các bạn đầu tư bao nhiêu, các bạn lời 5% thì nó là 5% số tiền các bạn đầu tư, đúng không ạ? Còn ví dụ các bạn mua cổ phiếu ít như thế này, nó tăng 5% thì nó cũng bằng cái thằng cổ phiếu lớn mà tăng 5% thôi, đúng không? Mà cái dòng mà nhỏ 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 kiểu này thì rất là khó tăng,
Tôi nói thật, những cổ phiếu mà các bạn thấy mà thị giá nó cứ lèo bèo rất là khó tăng, rất là lởm, đôi khi là lái nó muốn đánh lên là nó đánh, nhưng lúc nào đôi khi là bất thình lình thôi, cái đấy là nói thẳng là không thể kiểm soát được đó, và chúng ta nên nên tránh. Bởi vì thật ra là những cái mã cổ phiếu mà các bạn mua được số lượng nhiều chưa chắc phải là ngon, nhiều chưa chắc gì là ngon, đúng không ạ? Đó, ít mà chất lượng còn hơn là nhiều mà lởm. Các bạn chú ý là tránh những cái điều đó ra ha. Là đừng có mua những cổ phiếu mà cứ thị giá thấp. Nhiều bạn là mới vô là hay bị này nhất. Là tôi để ý gửi danh mục sang là toàn là cổ phiếu 1-2 nghìn, toàn là trà đá không. Đó, vậy mà đầu tư cái gì nha, mua đầu tư vô vài bữa là kẹt cứng rồi, không chạy ra được luôn. Bán thì tiếc, mà mấy thằng thị giá thấp nó rơi chỉ một chút xíu thôi, nhìn là muốn chảy nước mắt ra rồi. Đó, thì các bạn phải chú ý, bởi vì nó không có động lực để tăng trưởng. Các bạn hình dung câu chuyện không ạ? Nhiều khi cổ phiếu nó 100, 200 rồi, 200 nghìn rồi, nó vẫn có thể lên 230, lên 240, thậm chí lên 300. Nhưng mà cái thằng 1 nghìn nó muốn lên 2 nghìn thì trời ơi, muôn vàn khó khăn luôn. Đúng không ạ? 1 nghìn lên 1 nghìn mốt, 1 nghìn hai thôi là chầy chật rồi. Đó, nhiều khi 1 nghìn mà lên 1 nghìn mốt là trần rồi, đúng không? Ví dụ vậy, nhưng mà chúng ta nghĩ sao mà nó lên được. Rất khó, nó cứ lình bình ở đó, mua 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 mãi không thoát được. À, các bạn tránh xa những đó ra. Rồi một cái sai lầm nữa mà chúng ta cũng hay mắc phải. Tức là gì chúng ta? Đưa muốn cái nhận định của mình là đúng, muốn cái người ví dụ ai đó phím hàng cho các bạn. Thậm chí có nhiều bạn nghĩ là tôi là tài giỏi lắm, à, tôi nói cái gì các bạn đánh theo, rồi đôi khi các bạn nói mua vào là nó phải tăng ngay, ông ấy nói mua vào là tao mua, mà tao mua rồi mà chẳng thấy nó tăng gì cả. Có nhiều bạn bảo anh sao anh nói em mua vào mà thấy nó cứ giảm, nó chẳng tăng gì cả. Thật ra thì một cái doanh nghiệp các bạn biết rồi, người ta làm ăn cũng phải cả năm người ta mới họp cổ đông một lần, cả năm người ta mới báo cáo tài chính cả năm để mới biết là lời lỗ như thế nào. Người ta phải cày cả năm trời nó mới ra được bằng đó tiền, đúng không ạ? Còn đây chúng ta đầu cơ mua cái là muốn nay mua vào là phải tăng, thậm chí có những người bảo anh nói mua phát là nó phải trần luôn cơ. Trời đất ơi, ai mà biết được như vậy, đúng không ạ? Đâu có phải thánh đâu. Thậm chí tôi nói kể cả ông tổng giám đốc công ty cũng chẳng biết là ngày hôm đó cổ phiếu của công ty ông tăng hay giảm luôn, ông không quyết định được. Đó các bạn, đấy là một cái điều, tức là chúng ta giàu như gần như là chúng ta muốn là muốn giàu, làm giàu thật là nhanh. Ông này là chuyên gia rồi, ông nói là nó phải tăng luôn, hoặc là ông phím con này mua vô là nó phải lên liền, hoặc là anh ơi em mua T3 về là phải lãi vài phần trăm chứ sao anh phím gì mà T3 về mà vẫn còn đang lỗ này, sao mà chốt lời được, sao mà ăn được. Đó, tức là gì, chúng ta đang đang gần gần như đây là một cái gọi là cái sai lầm mà cố hữu, tức là chúng ta nghĩ là con chúng ta mua vào nó phải tăng liền, chứ không phải ôm một tuần hai tuần, thậm chí là 5-3 tháng, nửa năm, 1 năm 2 năm, đúng không ạ? Tôi nói rồi, những nhà đầu tư mà muốn giàu nhanh thì chắc chắn là sẽ nghèo nhanh đó, còn những người mà muốn giàu từ từ thì sẽ từ từ rồi giàu ha. Thì chúng ta cứ cứ phải cố gắng thôi, phải kiên nhẫn. Đầu tư mà nó là một quá trình, đúng không ạ? Tôi vẫn luôn nói mọi người là đầu tư là một quá trình tích lũy vốn và kiến thức. Đó, thì chúng ta phải theo dõi, chúng ta phải tính toán, chứ chúng ta không phải là cứ mua phát là nhân 2 nhân 3 ngay, thì cái đấy là chỉ có lừa thôi, không bao giờ có thật. Nói chắc chắn với mọi người luôn, ở đâu nó cũng vậy thôi. Là cố gắng ha, kiên nhẫn chờ đợi. Rồi một cái sai lầm nữa mà chúng ta hay gặp phải, đó là chúng ta mua theo tin. Có thể là tin báo chí, có thể là tin đồn, có thể là tin tức từ môi giới, có thể là tin tức từ ai đó phím. Nói chung những cái này là toang hết. Không đánh cổ phiếu theo tin, tôi luôn luôn nhắn mọi người là không mua theo tin. Có nhiều người thì thấy cổ phiếu nó ra tin chia cổ tức cao quá, hỏi mua được không anh. Thật ra cái tin chia cổ tức á, là các bạn biết câu chuyện gì không? Tin cổ tức thì gần như là nó có trước đó rồi, người ta biết hết rồi, ai cũng biết rồi, đúng không ạ? Ở đâu các bạn đọc trong cái nghị quyết đại hội cổ đông á, nó sẽ nói là năm nay chia bao nhiêu, dự kiến thời gian chia như thế nào, có thể không có ngày chính xác nhưng mà nó cũng sẽ dự kiến ở quý 2, quý 3 gì đó nó sẽ chia. Thì các bạn cũng phải hình dung men men đâu đó là cái vùng này. Ví dụ nó nói quý 3 chia ở thì tháng 7 chưa chia thì tháng 8 sẽ chia, tháng 8 chưa chia tháng 9. Ví dụ vậy. Đó, thì chúng ta mua mà chúng ta mua theo tin, đúng không ạ? Thì là không đúng. Còn các bạn ví dụ muốn nhận cổ tức của cái cổ phiếu đó thì thôi, thấy đại hội nó ra tin vậy rồi thì cứ mua luôn đi. Cần gì nữa? Cứ chờ ngày mai nó tin ra tin, tuần sau chia cổ tức, cái cuối tuần nó đưa tin, tuần sau những mã nào trả cổ tức bắt đầu nhảy vào dò theo dõi hỏi mua được không. Tin nó ra thì ai cũng biết hết rồi, đúng không ạ? Thì khi mà tin mà nó đăng trên báo chí rồi thì người ta đã biết cách đó cả tháng rồi. Đó. Chúng ta mua theo tin là chỉ có gọi là đu theo của đấy thì dễ dễ bị đu đỉnh lắm. Thế nên mọi người tránh tránh mua theo tin, rồi cũng có những cái tin nó có thể là chính 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 xác hoặc cũng có những tin là không chính xác, đúng không ạ? Thì chúng ta phải biết cách sàng lọc thông tin, mà tốt nhất là đừng đừng đánh theo tin. Tôi nói là đừng đánh theo tin tức, đánh theo truyền thông cũng rất là nguy hiểm. Truyền thông đôi khi nó có ý đồ của nó cả,
Kể cả tôi nói ví dụ như nhiều khi cổ phiếu đang rơi ào ào đấy, ra tin chia cổ tức cái lại tăng vèo 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 lên, chúng ta đu theo nó phải chết đâu. Đó, các bạn tránh tránh những cái sai lầm dạng như vậy. Rồi thêm một cái ý nữa mà chúng ta đầu tư nhưng mà chúng ta lựa những cái cổ phiếu, tức là gì, chúng ta đi so sánh. Có rất nhiều bạn cũng cũng hay hỏi mình cách so sánh để mà chọn lọc, để mà tìm kiếm cổ phiếu là gì. Chúng ta ham những cổ phiếu có P trên E thấp, đúng không ạ? P/E tức là cái tỷ lệ lợi tức trên trên doanh thu đó, nó trên trên cái cổ phiếu ạ. Tức là gì, thường người ta nói P/E thấp là gì, cái thời gian hoàn vốn nó nhanh, đúng không ạ? Các bạn nghĩ là như vậy mà chúng ta lại quên hết tất cả các yếu tố khác, đặc biệt là gì, đặc biệt là cái doanh thu, cái lợi nhuận, cái lợi thế ngành của người ta, của cái doanh nghiệp đó, đúng không? Chúng ta cứ nghĩ là ở với cái này, con này P/E có ba thôi, P/E bằng 3, bằng 5, bằng 6 gì đó, loanh quanh đấy, thì đầu tư 5 3 năm là hòe vốn rồi. Chúng ta nghĩ là như vậy, chúng ta cứ ham phụ thuộc vào các cái chỉ số này à, chúng ta cứ ham cái P/E thấp, nhưng mà thực tế là không phải vậy đâu. Đôi khi cái P/E nó là cái phản ánh cái quá khứ, đúng không ạ? Phản ánh cái quá khứ của doanh nghiệp, còn tương lai như thế nào. Chúng ta mua cổ phiếu là mua ở tương lai, còn cái quá khứ là người ta đã nhận rồi. Những người người ta mua trước đó thì người ta được rồi, nhưng bây giờ có thể người ta đã nhả hết ra rồi à, thì chúng ta bắt đầu chúng ta nhảy vào, chúng ta ham cái P/E thấp đó à, đôi khi là chúng ta ôm một đống luôn, thậm chí ôm một đống nợ, ví dụ vậy. Thì cho nên là các bạn cứ chú ý đầu tư vào doanh nghiệp, nếu mà trong trường hợp tôi nói rồi, nếu bạn lựa theo ngành thì cứ nói thẳng là cứ túm đầu ngành mà đánh, đầu ngành mà nó đã tèo rồi thì những con trong ngành khác chắc chắn sẽ tèo theo thôi, chứ không không có cái cách gì mà chúng ta gọi là những con nhỏ hơn mà dám 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 vượt mặt được. Tôi nói kể cả doanh thu, kể cả lợi nhuận, kể cả phân khúc thị trường, tất cả mọi thứ, các bạn cứ cứ nhắm đầu ngành mà các bạn chơi. Còn ví dụ như đến một lúc nào đó tôi nói rồi, cái mã nào gọi là đầu ngành mà doanh thu lợi nhuận mà còn thấp hơn mà những cái thằng ở cấp dưới thì nó không còn là đầu ngành nữa đâu, nó mất quyền rồi, mất vị trí đàn anh rồi. Đấy, cái đấy là cái chắc chắn mà chúng ta phải theo dõi đó, cho nên là chúng ta cũng không không nên quá phụ thuộc vào cái P/E và đặc biệt là các cái chỉ số tài chính nhiều quá. Ở thị trường Việt Nam thì đôi khi báo cáo của nó thì nó cứ lẫn lộn tồn tại ấy, chúng ta chẳng biết nó nào lần đâu. Nhiều khi cứ báo cáo thì chưa sao thấy ổn à, lợi nhuận ầm ầm ầm, xong cái có kiểm toán vô, có báo cáo soát xét lại, thành cái lỗ, đang lãi thành lỗ, mà thậm chí đang lãi to nhưng mà thành lỗ, lỗ khổng khủng luôn. Cái đấy là rất nhiều trên thị trường, các bạn đọc truyền thông, đọc báo chí các bạn vẫn thấy. À, cái đó là một cái sự nó thẳng là không minh bạch ở trong cái doanh nghiệp. Đó, cho nên cũng là cứ dựa vào các chỉ số này là chết. Mà các chỉ số này nó gì, nó phản hiện, nó thể hiện trong cái báo cáo tài chính ấy, nó dựa vào cái số liệu báo cáo thôi, nó tính ra. Mà những số liệu đó đã không thật thì chắc chắn là cái chỉ số này nó không không thực. Cho nên chúng ta dựa theo là chúng ta sẽ thua. À, các bạn chú ý. À, tránh những cái việc mà ham những cái chỉ số như vậy. Rồi chúng ta lại có một cái sai lầm là quá tập trung vào một nhóm hoặc một ngành hoặc một công ty nào đó. Thì nó ví dụ có nhiều bạn nhắn là bảo ừ tại em đang làm trong lĩnh vực bảo hiểm cho nên em chỉ chơi cổ phiếu Bảo Việt thôi, và các công ty khác là công ty lởm, công ty cùi, ví dụ vậy. Tức là gì, nó là quá tập trung, chúng ta quá thần tượng nó. Hoặc bảo em đang làm cho ngân hàng, ngân hàng của em là tốt nhất, em chỉ mua cổ phiếu của ngân hàng em thôi. Đấy, tức là gì, đấy là chúng ta đang 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 gọi là quá tập trung vào một nhóm hoặc một công ty mà chúng ta quên mất là trong thị trường còn rất nhiều các cái mã khác, những cái ngành khác, những cái công ty khác có thể là cái tỷ suất lợi nhuận hoặc là cái doanh thu lợi nhuận của nó tốt hơn. Thậm chí là tôi nói ví dụ như mùa dịch này nó không bị ảnh hưởng bởi dịch thì sao đó. Cho nên là chúng ta không không nên quá tập trung vào một mã hoặc một công ty hoặc một nhóm ngành nào đó à, mà chúng ta cứ phải chịu khó tìm hiểu đó, và không không nên tập trung quá danh mục vào một nhóm ngành nào đó thôi. Tôi nói ví dụ như khi mà thị trường tình hình xấu đi mà nó tập trung quá vào một nhóm ngành là chúng ta sẽ toang theo luôn, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta cố gắng ha, cũng phân bổ cái danh mục của mình, và đặc biệt là nếu chúng ta quá tập trung thì chúng ta quên mất, đúng không ạ? Giống như người ta bảo là khi cái cơ hội qua đi, cánh cửa nó đóng lại thì chắc chắn là có một cái cánh cửa khác nó ở bên đâu đó loanh quanh, quan trọng là chúng ta tìm thấy hay không. Đó, thì chúng ta phải chú ý cái này, không được quá tập trung vào nhiều. Rồi có một vấn đề nữa là chúng ta mua bán cổ phiếu không theo bất kỳ một phương pháp nào. Cái này cũng cũng là hay gặp. Nó cũng gần giống như là chúng ta quá tập trung vào một cái công ty nhóm ngành này. Tức là gì? Chúng ta mua chẳng cần về phân tích kỹ thuật, chẳng về cơ bản, chẳng vì một cái lý do nào cả. Thích thì mua. Thế mà tao ở gần cái công ty đó, nhà tao ngay sát cửa công ty đó, thấy ngày nào nó cũng làm. Hoặc là bảo nhà em đối diện Bách Hóa Xanh chẳng hạn, tôi nói ví dụ vậy. À, xong cái ngày nào cũng đi nhăm nhe chỉ mua mỗi cổ phiếu Thế Giới Di Động thôi. À, cũng chẳng cần biết là kỹ thuật như thế nào, chẳng cần biết là gì, báo cáo tài chính như thế nào, hay phân tích kỹ thuật cung cầu như thế nào, vân vân, chẳng theo một cái nào cả. Ui thấy nó đi và ra vào tấp nập quá,
hoặc là thấy FPT bán bán hàng tốt quá, cứ vậy ở nhà hoặc nhà em sử dụng mạng của FPT là em cứ vậy em mua thôi. Ô, thế là chúng là không theo bất kỳ một cái phương pháp nào cả, không có kỹ thuật cũng chẳng có cơ bản, đúng không ạ? Đó, cũng chẳng tin mối quan nào, cứ tự thích là tự mua, thì cái đó là gọi là mua mua bất chấp luôn đấy, là tham gia cho vui nhà vui cửa thôi, chứ cũng chẳng có hiểu cái gì về thị trường cả. Và thậm chí đôi khi nó thật là vui vui thôi, đôi khi những người như vậy thì có khi lại mua lại lãi, đúng không? Không theo bất kỳ phương pháp nào mua có khi lại lãi. Người ta bảo thánh nhân đãi kẻ khù khờ, đúng không ạ? Nên chúng ta cũng không biết nỗi nào mà lần à, nhưng mà thực tế là đó là một cái sai lầm ấy. Có thể chúng ta ăn được một một hai lần thôi, thế còn về lâu về dài là chắc chắn là chúng ta sẽ toang theo cái phương pháp này. Cố gắng là nó cũng phải vì một cái gì đó, tôi nói rồi. Có thể là các bạn phân tích cơ bản thấy cổ phiếu tốt, các bạn mua nắm dài hạn, hoặc là các bạn phân tích kỹ thuật thấy nó có điểm vào hợp lý, các bạn mua, các bạn lướt nhanh, cái đấy là bình thường. À, còn đây là không có theo phương pháp nào cả, cứ nhìn nhìn thấy vậy là mua thì thôi, nguy hiểm cực kỳ, đúng không ạ? Rồi thêm một cái sai lầm nữa mà chúng ta hay gặp đó là gì? Chúng ta mua được nhưng mà không biết lúc nào nên bán. Cái này các bạn có hình dung ra câu chuyện này không ạ? Tức là gì? Mua thì dễ lắm, có tiền vào tài khoản là cứ nhăm nhe mua, thấy con nào đang tăng cũng mua, mà thấy đang giảm cũng mua, thấy thích là mua. À, mua vào rồi cái giờ không biết lúc nào lên bán nó, đúng không ạ? Rồi có khi lãi 5% rồi không biết nên bán hay chưa, cứ ngồi phân vân, cái lúc này nó còn đau đầu hơn là có nhiều bạn rất là buồn cười. Các bạn hình dung câu chuyện không ạ? Mua vào rồi lỗ thì có khi là dám cắt nhá, tôi nói là lỗ thì dám cắt, nhưng mà đến lúc mà nó lời rồi thì lại còn cuống hơn là còn sợ hơn là lúc nó lỗ nữa. Tức là sợ gì? Sợ là mất ăn mất ngủ luôn, rồi cứ ngồi nhìn vào nó xem nó lúc nào nó giảm. Đấy, cứ thấy nó tăng thì cứ thích, lòng thì thích nhưng mà lại sợ. Và sợ nó giảm lại, đúng không ạ? Mà bảo chốt thì lại không dám chốt, bảo chốt đi thì lại sợ nó lên nữa. Đúng không ạ? Mà không chốt thì sợ nó giảm nữa, tức là cái lúc mà nó lãi rồi mà chúng ta vẫn sợ. Chứ đừng nói mà cổ phiếu lỗ nữa. Đúng không ạ? Đấy thì đấy là cái câu chuyện là chúng ta mua được, mua thì dễ lắm, lúc chúng ta mua thì các bạn ừ, con này chắc nó sắp tăng rồi ta mua, thế thôi, cũng chẳng cần biết gì hết, là quyết định mua. Tức là cái việc mà chúng bạn ra quyết định mua cổ phiếu thì rất nhanh, nhưng mà các bạn ra quyết định bán cổ phiếu là cực kỳ khó, cực kỳ gian nan luôn, không biết lên lúc nào lên bán. Đấy, cái này là các bạn cũng phải hết sức hình dung cái câu chuyện này các bạn đang có đấy, rất nhiều bạn gặp đấy, sợ mà bảo anh lỡ em bán rồi mai nó lên nữa thì sao, thế bảo vậy lỡ em không bán mai nó giảm thì sao, chúng ta phải đặt câu hỏi ngược lại xem tình hình như thế nào, đúng không ạ? Đấy thì rõ ràng là chúng ta, tôi vẫn hay chia sẻ mọi người đấy một câu rất là vui, được cái gì mua vì lý do gì thì bán vì lý do đó, cũng có ý của nó cả, đúng không ạ? Thì đấy thì các bạn cứ cứ tính toán, à, cố gắng là đừng đừng tránh cái việc mà mua thì dễ mà bán thì không biết đường nào mà lần rối tung rối mù lên, nó đi hỏi người này hỏi người kia, nó đi hỏi hai ông, một ông bảo bán một ông bảo giữ, thế thì cuối cùng đi theo phương pháp nào, đánh theo ai, đơ luôn, đúng không? Ngồi nhìn đó, thực tế nó là vậy. Thì cái này nó cũng ảnh hưởng đến một cái nữa là không tuân thủ kỷ luật và không dám ra quyết định. Đây cũng là một cái sai lầm nha các bạn, chú ý. Không tuân thủ kỷ luật tức là gì? Cũng có thể là các bạn không đầu tư theo phương pháp nào, cũng có thể các bạn mua được nhưng mà không dám cắt lỗ đây. Đấy, cứ 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 chặn lãi mà để cho lỗ chạy, đấy cũng là không tuân thủ kỷ luật, đúng không? Trong bất kể một cái thị trường nào, trong bất kể một cái môi trường nào, cái vấn đề kỷ luật, yếu tố kỷ luật là yếu tố tiên quyết, nói thật, yếu tố tiên quyết để mà xác định một con người có thành công hay không. Trong một doanh nghiệp hay là ví dụ các bạn thấy trong một đơn vị bộ đội chẳng hạn, cái kỷ luật nó vẫn là cái ưu tiên hàng đầu. Trong một cái doanh nghiệp cũng vậy, đúng không ạ? Cái kỷ luật, cái văn hóa của công ty nó sẽ quyết định nhiều hơn là cái vấn đề thành công của cái doanh nghiệp. Và cái bản thân cái mỗi con người, cái người nào có ý thức tổ chức kỷ luật tốt thì chắc chắn là người ta sẽ chỉn chu, người ta sẽ chu đáo hơn, hay mà người ta sẽ thực hiện tốt. Còn người mà cứ gọi là a dua thế nào cũng được, không vô gì vô 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 thân vô pháp hả? Đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thành công được. Đó, chúng ta phải nhớ, và gì nữa, chúng ta phải dám tự ra quyết định cho chính mình. Đây giống như cái việc mà chúng ta mua được thì chúng ta phải biết lúc nào chúng ta nên bán, và bán là cái quyền, là quyền quyết định ở mình, chứ không phải chờ ông Tĩnh nói mua rồi bắt đầu mới mua, chờ ông Tĩnh nói bán là mới bán, không phải. À, các bạn cứ tự ra quyết định, tự mua tự bán, tự chịu trách nhiệm. Đó, khi nào các bạn dám quyết định, dám nhận sai lầm và dám dám gọi là dám chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình thì lúc đấy mới gọi là ổn. Thì đó là nó liên kết với cái vấn đề chúng ta phải tuân thủ kỷ luật, đúng không ạ? Mở lỗ mức nào thì cắt, lãi mức nào thì chốt, cứ thế mà làm, không phải lăn tăn, không phải suy nghĩ. Còn bản thân thị trường nó cứ lình xình lên xuống, người ra thật người ra người vào kệ nó, đúng không? Chúng ta chưa chưa đến điểm của chúng ta thì chúng ta chưa, cứ thế thôi, chứ cần gì mà phải xoắn lên, thấy người này nhóm này hô bán, nhóm kia hô mua, rối hết lên không biết đường nào lần. Đó thì chúng ta phải chú ý.
Và thêm một cái sai lầm nữa mình cũng chia sẻ, đó là cái gì? Mọi người thích cổ phiếu có giá thấp. Nó giống như cái lượng là cái này này, mà muốn sở hữu lượng cổ phiếu lớn thì nó cũng đồng nghĩa việc là chúng ta thích cổ phiếu có thị giá thấp. À, chúng ta mua được nhiều là một. Cái thứ hai là gì? Chúng ta nghĩ là cái con mà từ 1.000 á nó có thể lên tới 1.500 là chúng ta đã lời 50% rồi. Đúng không? Và chúng ta cảm giác là nó dễ lên hơn. Đây là tôi nói là các bạn có cảm giác là nó dễ lên hơn hơn là cái việc là các bạn mua cổ phiếu 50.000 mà nó lên 60.000. Các bạn hình dung câu chuyện không ạ? Cổ phiếu 50.000 mà lên 60.000 các bạn lời bao nhiêu? 20% đúng không ạ? Nhưng mà cổ phiếu từ 1.000 lên 1.500 là các bạn đã lời 50% rồi. Đó, thì các bạn nghĩ là như vậy, các bạn thích cổ phiếu có thị giá thấp. Rồi nhiều bạn này bảo em mua con này nó có 5-6.000 à. Và khả năng con này về mệnh rất là cao, tức là gì? 5-6.000 nó lên 10.000, các bạn nghĩ nó dễ hơn là cái con mà từ 100.000 mà nó lên 150.000. Đó, thì đấy cái câu chuyện ở trên thị trường là rất có nhiều trường hợp như vậy. Là chúng ta cứ thích cổ phiếu có thị giá thấp, một phần là chúng ta thích sở hữu cái lượng cổ phiếu lớn. Một phần là chúng ta nghĩ là nó sẽ lên dễ hơn so với những con giá cao. Tôi nói là cổ phiếu giá cao là nó có thể cao nữa, và cổ phiếu có thị giá thấp là nó có khi nó còn giảm nữa, nó có thể về không chấm mấy luôn á. Chứ không cứ nghĩ là các bạn cứ nghĩ là về 5-6 rồi có khi nó sẽ quay lại về mệnh. À, có thể có nhưng mà rất hiếm, tôi nói thật là rất hiếm. Còn đa phần mà nó về dưới mệnh rồi là nó về một là trong sớm sớm chiều thôi. À, chứ còn cái về 5-6 rồi mà muốn ngoi lên 10 lại hơi chua. Tôi nói thật, cái đấy là cái định giá của thị trường, họ tính toán hết rồi. Và không phải ngẫu nhiên nó có mức giá đó ha. Thì đấy, thì đó là một số ý tôi chia sẻ cho mọi người trong video ngày hôm nay như vậy.